Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lợi Minh. Đây là dòng xe anh em của VinFast, VinFadio, anh chị em các bạn. Đây là một chiếc xe thuộc cho anh em của nó mà tập đoàn Phạm Nhật Vượng đã mua cái công nghệ của dòng xe này. Anh chị em các bạn thấy dòng xe này bán cũng khá chạy ở Mỹ, tại vì nó rẻ mà nó lại rất là không có hao tốn nhiên liệu, cho nên một số mấy thành phần chống cộng cực đoan ô hợp tụi nó dùng sử dụng không gian mạng để đặng mà xuyên tạc về xe VinFast. Đó là một cái sự ngu xuẩn của mấy cái thằng khùng điên liên. Nó lợi dụng cái mạng truyền thông Việt Nam mình quá dễ dãi để đặng mà nó lên mạng, nó tuyên truyền những cái sự láo phét của nó. Các bạn thấy đây là dòng xe VinFast, anh em của thằng VinFast đó, Chevrolet Sport. Cho nên mình chưa biết lúc nào VinFast sẽ bô vào Mỹ. Tôi nghĩ là VinFast vào Mỹ, chiếc VinFast pha điều vào Mỹ thì không có gì trở ngại cả. Tại vì cái khoa học kỹ thuật, cái technology và cái về an toàn đồ đã thuộc về của cái dòng xe này rồi. Tụi nó là anh em với nhau. Nó chỉ chế lại cái đèn và cụm đèn và những cái phần bên ngoài nó hơi khác, những cái cụm đèn thôi, nó hơi khác về kiểu mẫu một chút thôi. Nhưng mà các bạn nhìn thấy thì nó cũng giống nhau y chang, nó sử dụng một cái công nghệ. Các bạn thấy không, dòng xe pha điều của Việt Nam đó. Cho nên chúng ta cứ chờ xem sự hãnh diện của tập đoàn VinFast. Người ta rất là hay, với niềm tin chiến lược người ta làm việc bài bản, chứ không phải giống như cái đám chống cộng cực đoan ô hợp. Tụi nó đi ra hải ngoại nó bài vẽ, nó lợi dụng cái truyền thông Việt Nam quá ư là dễ dãi. Cho nên tôi cũng mới coi một cái link của một người mới vừa đăng lên là truyền thông Việt Nam Facebook đó. Việt Nam mình cần phải kiểm soát lại, bởi vì các bạn biết thằng Mỹ nó khốn, nó mà lanh lắm. Tôi biết mà, thời ông Al Gore là ông mà phó tổng thống của ông Bill Clinton đó, anh chị các bạn. Mỹ nó cho ổng là sử dụng gọi là super highway, phát triển về công nghệ internet đó, về những cái mạng xã hội, để đặng Mỹ nó dùng những cái chính sách đó để gọi là diễn tiến Việt Nam mình gọi là diễn biến hòa bình, và để đánh vào những cái quốc gia mà mới phát triển, đang phát triển và mới phát triển đó. Nó đánh vào những cái tâm lý như Việt Nam mình bỏ nhiều cái sơ hở nhiều lắm. Truyền thông bên Mỹ các bạn biết nó khó lắm. Tôi mới coi mạng, tôi coi tin tức hàng ngày. Một cái thằng mà nó là chủ của cái, nó là cái thằng mà founder của cái tụi mà bên nó chống người Do Thái, anh chị các bạn. Tụi da trắng mà nó chống người Do Thái, cái tụi mà nó bên này nó gọi nó kỳ thị người Do Thái. Các bạn thấy nó sử dụng mạng, nó lên mạng nó nói xấu người Do Thái và nó tuyên truyền bậy, nó bị phạt 14 triệu á. Các bạn thấy khủng khiếp không? Nó nắm thằng có tóc chứ nó không có nắm mấy thằng chọc đầu. Còn mấy thằng giống như là chống cộng cực đoan ô hợp ra hải ngoại rồi qua kia nó xuyên tạc. Nhà nước mình cần phải mạnh tay tụi nó một chút, cần phải gửi những cái kiến nghị lên những cái đại sứ quán, với lại mình cần phải đưa ra những cái luật về truyền thông Việt Nam mình. Cái không có một cái luật truyền thông gì hết. Bên bộ thông tin văn hóa vậy, bên mấy ông ban tuyên giáo vậy. Nhiều khi tôi nhìn thấy mấy ông thấy rất là buồn, chỉ biết ăn lương chính phủ rồi đi đến rồi sắp gặp táp đi đến rồi đi về thôi. Nhiều cái truyền thông bẩn bựa. Các bạn biết bên Mỹ mở truyền thông lên, TV lên cũng vậy, giờ nào phát, những cái đài, những cái truyền hình, những cái phim ảnh nào vậy, nó phải rating hết. Nó có cái tụi gọi là FCC mà các anh chị các bạn, nó gọi là Federal Communication Commission đó. Tụi này nó là thuộc về liên bang, về truyền thông mà nó thuộc về liên bang. Còn Việt Nam mình, loãng xạc cào cào, Facebook rồi YouTube
mấy cái thành phần ở trong nước cứ nhảy vô đó là tạo bởi mới bị điện thoại cho nên nó cắt ngang. Các bạn thấy làm giàu cho thằng Google, mấy thằng công ty trong nước hay tụi Mỹ rồi mấy thằng mà nó làm ăn nó quảng cáo rồi dân mình thì cứ chỉ trên đó, cứ thấy rằng lập ra kênh kiếm được tiền, thấy người khác kiếm được tiền cứ ngồi đó thèm lên thèm xuống rồi tạo ra những cái scandal, những cái vấn nạn nguy hiểm vô cùng. Việt Nam nếu mà không có cần khó có cần phải có một cái bộ luật chung phạt thắng tay mấy thằng nhà báo nào mà sử dụng mạng mà lên đó câu view câu like. Tôi nói giống như kênh VTV4 đi, cái đó là một cái kênh chính thống đi, thì những người nhà báo, những người làm truyền thông đó phải tuân thủ, chứ không có ra đó lập kênh riêng rồi đi câu view câu like rồi giết tầm bậy tầm bạ hàng này kia trả tiền cái giết theo cái của nó. Ô mày, nó loạn cào cào, nguy hiểm giả mà. Các bạn thấy dòng xe mà VinFast pha điều không? Cho nên một số người nói rằng VinFast vô không nổi Mỹ. Tôi thấy chỉ khi nào Phạm Nhật Vượng muốn tiến qua Bắc Mỹ này thôi. Nhưng mà cái lợi nhuận là cái quan trọng, như tôi đã chia sẻ cho các bạn là vấn đề là lợi nhuận. Còn truyền thông trong Việt Nam mình, oh my god. Các bạn thấy khi mà truyền thông nó không có chuẩn mực như vậy đó, nó đi đến những cái vùng mà người dân người ta chưa có cái dân trí cao á, cái dân trí đủ để người ta nhìn nhận ra đúng sai á, nhiều khi nó làm y như thật. Nhưng cả cái chuyện của tôi đấu đá với mấy thằng mà chống cộng bao que ở bên Mỹ thì các bạn thấy nó làm y như thật, nó làm người nhà tôi ở Việt Nam mà còn hết hồn hết vía đi kiếm tôi đi gọi kiếm tôi không biết sao rồi, cái chừng gọi được tôi nói đâu có ở đâu, tôi đang đi câu cá ở ngoài sông. Nó làm y như thật, các bạn mà lên mạng bây giờ nó còn trên đó, nó làm là lại mình bị trục xuất rồi sắp bị vô, đang bị FBI bắt vô tù. Nó làm đủ kiểu đủ cách, nó làm y như thiệt á. Nếu mà yếu bóng vía chắc ngồi rung cầm cập. Mấy thằng chống cộng cực đoan ở bên nước ngoài này, tôi nói chỉ có bạn tụi nó rất là mất dạy, phải dùng cái chữ như vậy. Nó côn đồ mà nó sử dụng những cái khoa học kỹ thuật ở nước ngoài để đăng hoàn xuyên tạc Việt Nam. Cho nên anh chị em các bạn cẩn thận chơi trên mạng này, Việt Nam cần phải có một cái luật chung, nhất là mấy tay nhà báo ở trong nước hiện nay, chú cha mạnh nào đã giết block mày giết, giờ mày giết kệ mày đi, nhưng mà mày giết mà mày xuyên tạc mà lị những cái hình ảnh những người mà có công với lại tổ quốc, đem họ ra mà đào xới bới móc rồi tầm bậy tầm bạ, quốc mày dân như vách hết, như vậy nó mới sợ. Bởi vì mấy thành phần mà chống cộng cực đoan ô hợp bao nhiêu năm nay nó lên mạng nó nói Việt Nam không có tự do ngôn luận, Việt Nam là hơi bị dữ luôn. Tự do ngôn luận các bạn thấy dân chửi lộn với cảnh sát ra hồi đó cảnh sát bắt xong rồi công an mà bắt phạt cái gì đó ra đó chửi đứng thấy mà ớn chờ đậu, cảnh sát Mỹ không có đâu, nó bảo đứng là đứng, ngồi là ngồi, nó cầm cái súng lên là biết rồi đó, là có chừng á. Các bạn thấy mấy hôm nay trên báo Fox News của Mỹ đó, nó lên cái vụ mà thằng cảnh sát Mỹ nó bắn con nhỏ 17 tuổi á, chỉ cầm cái súng thôi nó bắn con nhỏ đo đất luôn. Tao bảo đứng là đứng, ngồi là ngồi, im là im, mày muốn cãi thì cứ ra tòa cãi, tao ra đó cãi với mày. Nhưng mà tụi nó đa số là nó có lý do của nó bắn. Còn truyền thông của Mỹ về có mạnh tay lắm, các bạn thấy vậy chứ, không biết bao nhiêu người mất chớp mất việc, mất công ăn việc làm ở trên Facebook mạng xã hội á, chứ không phải giỡn đâu. Tại các bạn anh chị các bạn không có nhìn thấy
ở trong nước không có nhìn thấy những cái chuyện ở bên Mỹ này thôi. Những cái tin tức bên Mỹ, mạng xã hội lên đó a chí a chó là nó lạng quạng là chết á. Nhất là những người mà có làm việc cho những cái công ty của Mỹ đâu đó là mệt, là hơi mệt với nó. Còn mà cái đám chấm cộng ba sập ở bên này thì thôi, mấy cái thứ đó nó cùi không sợ lỡ, cho nên nó lợi dụng những